Hello chào tất cả mọi người. Hôm nay em xin giới thiệu về cái giống chuối tây Thái Lan giống bên nhà em. Đây là cái cây chuối tây Thái Lan giống này. Đấy. Thì thì cái um, chuối bán cho khách ấy là đây những cây chuối như này. Đấy nhà em đánh hết. Đây là nhà em chuyên bán giống, bán giống là bán quanh năm. thì uh, mọi người nên trồng những cây mà đã được chặt một lần như thế này thì về trồng là thế, nó sẽ rất khỏe. Đây những những cây này. Đấy, các bác xem xem. Đấy nhà em là um, toàn bộ là chặt hết, để lại chỉ lấy lại một cây thôi. Đấy, một cây mẹ. Đấy, chuối thì xanh đen này, nên là các bác yên tâm. Đây, còn cái hàng giữa này là nhà em cứ um, chặt được um, thì là nhà em thu vào uh, giữa này để cho nó dễ dễ làm. Đấy. <laughs> thì uh, chuối này thì nhà em là cung cấp uh, đi uh, tất cả um, các nơi uh, trong uh, cả nước. Thì uh, nếu mà bác nào mà có nhu cầu mà mua chuối giống ấy, thì uh, liên hệ với em theo số điện thoại là 0779 0779335899 Em tên là Thảo. Em ở khu 6 xã Xuân Huy huyện Lâm Thao tỉnh Thọ Đấy, Chuối này thì quá đẹp luôn. đây chuối này là nhà em trồng vào tháng 3 đây hôm nay là mùng 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 10 tháng hôm nay là mùng 10 tháng 9 năm 2020 um, âm lịch đây mà nó đã to bằng này rồi đây là chuối này là em bán tháng 3 này chuối nó toàn bộ là bán tháng 3 hết cứ 10, 11 tháng 12 tháng là từ khi trồng cho tới khi thu hoạch buồng là 12 tháng tháng 3 em trồng thì tháng 3 sang năm em em thu. Đó chuối đây. Đấy, chào tất cả các bác nhé.